vững sàng hơn. Và như các anh chị và các bạn cũng đã biết, chúng ta sẽ không thể nào mà làm một bình thường. Chúng ta luôn luôn phải làm với một ai đó để chúng ta mới có thể đạt được cái ước mơ của chúng ta. Trên thế giới và Việt Nam cũng đã chứng minh rằng chúng ta không bao giờ có thể đi một bình thường, mà chúng ta luôn luôn phải đi với ai đó. Nào, nếu như các anh chị nhớ cái điện thoại của chúng ta lên, đa số chúng ta dùng Apple và Samsung và các điện thoại Android khác. Chúng ta thấy xem bao nhiêu linh kiện ở trong đó, một cái chiếc điện thoại iPhone này, thì bao nhiêu linh kiện trong đó là từ Trung Quốc, bao nhiêu là từ Mỹ, bao nhiêu là từ Việt Nam, bao nhiêu là từ các quốc gia khác như Ấn Độ. Chắc có lẽ có rất là nhiều. Vì vậy, trong trường hợp mà chúng ta không có được Apple, không liên kết được để sản xuất được, thì có lẽ chúng ta cũng chẳng có iPhone để mà sản xuất hôm nay đâu. Nhưng mà đó là chuyện của thế giới, họ đã làm từ rất rất lâu rồi. Còn chúng ta ở trong một thị trường emerging market như thế này, một thị trường đang hòa nhập như thế này, thì chúng ta sẽ phải làm gì đây? Hôm nay tôi thấy là có rất nhiều các sản phẩm của các anh chị và các bạn ở đây toàn là những đặc sản của quê hương mình thôi. Và những sản phẩm đó cũng được vươn ra thế giới, thì chúng ta cần phải có được một cái nguồn nguyên liệu đầu vào như thế nào, sản xuất như thế nào, đóng gói như thế nào, bao bì như thế nào, nhãn mác như thế nào, liên kết với ai để có thể đạt được một sản phẩm hoàn chỉnh có thể đưa ra tiêu thụ ở trong nước và quốc tế. Hôm nay chúng tôi rất vinh dự được mời đến hội trường này. Anh Sơn là một người vô cùng đặc biệt, có rất nhiều kinh nghiệm, đau thương có, thành công rất lớn cũng có trên thương trường, và chúng ta sẽ được lắng nghe anh ấy chia sẻ rất nhiều câu chuyện mà có lẽ các anh chị ở đây đều sẽ rất thâm thiết. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có một nữ doanh nhân chủ tịch của câu lạc bộ liên kết Việt Nam. Chị ấy đã có kinh nghiệm trong trẻ như vậy thôi, mới chưa 20 tuổi thôi, nhưng đã có đến chắc cũng phải 20 năm kinh nghiệm, gần đâu đó khoảng 20 năm kinh nghiệm làm ăn rồi, dòng dõi kinh doanh nó như thế đấy. Và chúng ta sẽ được nghe những câu chuyện của chị ấy nói về việc liên kết kinh doanh như thế nào. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện, tôi xin phép được mời anh Sơn sẽ chia sẻ một chút xíu vài phút về cái việc, cái điều, cái tầm quan trọng của việc liên kết kinh doanh, những cái gì anh đã trải nghiệm qua, anh hãy chia sẻ lại với cộng đồng doanh nhân chúng ta được nghe nhé. Xin mời. Sau khi mà chúng tôi học và chuyển giao công nghệ thì chúng tôi phải dùng
Huế là cả cái phòng lab để phòng nghiên cứu và thí nghiệm bọn em nữa. Và chúng tôi hiểu rằng là để ra được một bông hoa như thế này có lẽ là nó cực kỳ vất vả, chứ không phải chỉ đơn giản như thế này đâu. Và hoa này đã được xuất đi sang Nhật Bản, Trung Quốc và ở khắp nước Việt Nam mình đều biết bông hoa này. Chỉ trồng một bông hoa thôi mà nên có đến 5 nước, chứ nó 5 nước liên kết lại với nhau, 5 cái công nghệ liên kết lại với nhau thì mới ra được một bông hoa đẹp như thế này. Huống gì những sản phẩm của chúng ta mới bắt đầu trên thị trường, có khi nhiều người cũng chưa biết đến. Vậy thì nếu chúng ta tự một mình mày mò làm ra từ cái bao cho đến vẽ từ cái hình, nếu như không phải là những cái kinh nghiệm mà muốn xuất khẩu nhiều hơn, muốn bán được nhiều hàng hơn, thì chúng ta có làm những cái kiểu như vậy, trừ trường hợp đó là từ cầu bên này, thì có lẽ là sản phẩm chúng ta rất khó có thể tiếp cận được với thị trường của thế giới. Trong một cuộc trò chuyện cùng với chị với đại học Sen, thì tôi là giảng viên của trường đại học Sen, giảng viên cá nhân thôi, và có chia sẻ trong một chương trình M&A của bạn mua bán sát nhập. Thì trong những cái công ty mà lớn, họ mong muốn là họ mua lại những cái công ty nhỏ mà có những ngành nghề sản xuất mà mình thích, họ sản phẩm mà mình thích, để mà làm sao họ có thể làm cho cái sản phẩm họ đa dạng hơn. Novaland Group cũng là một, Nova Services cũng là một trong những cái tập đoàn mà mua rất nhiều những con để làm thành một cái sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm Nova Services. Thì chúng ta có thể bắt đầu bằng cái gì nhỏ hơn, nhưng cũng có thể bắt đầu bằng những cái liên kết như thế này để giúp chúng ta mạnh mẽ hơn rất nhiều trong tương lai. Và bây giờ để các chị có thể hiểu rõ hơn một chút xíu nữa về cái liên kết và những cái sự thành công và thất bại trong những công việc với công việc là một trung tâm của một cái câu lạc bộ nhân dân, thì tôi có thể chia sẻ với mọi người hiểu hơn về cái câu chuyện liên kết của chị đã trải qua và chị đang hướng tới như thế nào không ạ? Xin mời chị. Vâng, cảm ơn anh Dương. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể quý vị có mặt trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thì hôm nay tôi rất là may mắn và vinh dự được mời để tham gia buổi tọa đàm liên kết để vươn xa ngày hôm nay. Tôi cảm thấy là may mắn cho vinh dự bởi vì rằng là qua cái hoạt động cùng phát triển kinh doanh.
người vẫn còn cắt đắt rất nhiều trong cái việc là liệu có nên liên kết hàng không hay là liên kết như thế nào. Bản thân chúng ta ở đây có lẽ rất nhiều doanh nghiệp đây đều gặp cái vấn đề tương tự như vậy. Các anh chị hãy chuẩn bị câu hỏi của mình và lát ở đây chúng ta sẽ có được quyền giao lưu với các viên giả của chúng ta ở đây và biết đâu đó chúng ta cùng chia sẻ với nhau và học hỏi được với nhau những cái điều, những cái tinh hoa mà chúng ta không nên hay để người khác vấp phải, thất bại và chia sẻ lại hơn là việc để chúng ta cứ phải gặp lại thất bại đó rồi chúng ta lại thất bại không cần thiết. Hãy chia sẻ với nhau các chị nhé. Nhưng trước tiên mà các chị đã đặt câu hỏi, tôi xin phép được hỏi Sơn là trong là một doanh nghiệp lớn của tỉnh Lâm Đồng, chắc có lẽ là rất nhiều năm là trong rất nhiều năm hoạt động, anh không thiếu những lần thành công, chắc chắn là phải có rất nhiều những lần thành công được như ngày hôm nay, bằng giống như là hai bạn cạnh tranh đúng không anh? Thế nhưng mà tôi biết anh cũng gặp một số bất lợi và trong điều kiện anh có thể chia sẻ với một trường nghe về cái việc mà thách thức của anh và anh rút ra những bài học gì trong cái việc thất bại đó. Xin mời anh. Cảm ơn Duyên. Thì chắc tôi cũng sẽ giới thiệu sơ qua các bạn thân hơn một chút để các bạn có thể hình dung cái câu trả lời như anh Duyên hỏi. Cái thứ nhất là các bạn biết tôi là một cái doanh nghiệp khởi sự năm 2013, cũng là lớn lên coi như là đã đạt người con là đặc biệt là sau khi mà tốt nghiệp và làm xong thì tôi cũng mong muốn là làm thế nào để giúp cho các bạn phát triển và có một cái sản phẩm gì đó để mà vươn ra được hơn. Thì các bạn biết thì sau quá trình khởi nghiệp thì tôi được vinh dự bầu làm chủ tịch của cái hiệp hội hoa nhiệm kỳ 4, nguyên bây giờ là nguyên con và cũng nguyên là chủ tịch của hội nhân dân tỉnh Lâm Đồng của khóa 4 và phó chủ tịch thường trực của công an nhân dân hiệp hội nhân dân ứng dụng công nghệ cao của Việt Nam và cũng là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh của nhiệm kỳ vừa rồi. Thì thông qua đó thì các bạn thấy rằng cái khởi nghiệp chúng tôi cũng phải làm rất nhiều mà để ra được một cái sản phẩm mà có chỗ đứng trên thị trường nó rất là gian nan. Đặc biệt như anh Như hỏi thì trong cái sự liên kết đó, những cái khó khăn như thế nào để chia sẻ cùng các bạn. Ở đây thì tôi sẽ nói về hai cấp độ thứ nhất là cấp độ các bạn khởi nghiệp. Cấp độ khởi nghiệp thì các bạn thấy rằng nếu chúng ta có những người đứng từ sau tư vấn cho bạn, họ đã trải qua rồi, họ sẽ giúp đỡ bạn thành lập một cái giấy phép như thế nào và khi khởi sự tài chính như thế nào nó sẽ tư vấn. Một mình bạn thì không có thể nào có đủ kiến thức và kinh nghiệm để mà chúng ta đốt cháy thời gian để chúng ta bước tới những cái chặng đường tiếp theo ngắn hơn để chúng ta đến cái đích. Thì chúng ta cần phải có sự liên kết. Bởi liên kết ở đây là các nhà tư vấn, các nhà tư vấn. Chưa kể là khi chúng ta đã xác định cái sản phẩm trong tương lai thì chúng ta cần phải có công nghệ. Mà công nghệ chúng ta chưa có kinh nghiệm thì chúng ta cần những cái chuyên gia để hỗ trợ về công nghệ. Khi các bạn có sản phẩm rồi thì các bạn lại cần có những người kỹ năng về quản lý thì chúng ta cần nhiều, cần tư vấn về quản lý và rất nhiều thứ. Ví dụ chúng ta cần thị trường thì chúng ta phải đi giao thương kết nối như ngày hôm nay để chúng ta tìm những thị trường và tìm kiếm cái sự liên kết và tư vấn. Đấy là các bạn khởi nghiệp. Còn các bạn đã thành công rồi thì chúng tôi thấy rằng là như thế này, trong cái bối cảnh Covid hiện nay đó thì các bạn thấy rằng rất khó khăn. Các doanh nghiệp lớn đều phải có thuận lợi. Chi phí xăng dầu hiện nay đang tăng cao, chi phí vậy thì các bạn sẽ làm gì để mà đứng vững trong cái bối cảnh hiện nay nếu chúng ta không có sự liên kết? Và có nhiều doanh nghiệp như các bạn thấy là như tôi vừa nói là nhiều mình đã kiếm như ông Trương Thành Tâm mà cái khu công nghiệp đào tạo đó họ lớn rồi, nhiều tiền rồi, nhưng họ mơ có một tức điều tra
thì luôn luôn hào hứng đến với sự liên kết mở rộng ra một thị trường lớn, và đặc biệt trong đó là họ tìm đến những cái gọi là cái chân trời mới, họ mở rộng cái mặt kinh doanh của họ. Và đặc biệt thì tôi nghĩ rằng với cái tốc độ hiện nay thì tôi nghĩ các bạn sẽ là luôn luôn chú trọng đến liên kết để mà phát triển trong cái bối cảnh hiện nay. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn rất nhiều với những lời chia sẻ rất là tuyệt vời của chúng ta. Liên kết thì chắc chắn là chúng ta là đúng rồi đấy, bởi vì cả thế giới liên kết thì mình cũng liên kết thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là chúng ta không liên kết vào tầm tầm tôn thì có lẽ là sẽ làm được một cái góc độ rất là nhỏ thôi, chứ không thể lớn lên được. Rồi vì chúng ta lựa chọn lớn hay nhỏ là từ chúng ta. Tuy nhiên tôi cũng vẫn muốn nghe một cái câu chuyện. Tôi biết là để nói cho mọi người nghe đi. Chị hôm nay được thành công như ngày hôm nay và có rất nhiều đại lý còn bước cho sản phẩm máy lọc nước của chị. Nhưng tôi biết chắc chắn là chị cũng không thể nào liên kết thành công một chỗ nào đó, một đối tượng đó, đúng không ạ? Vậy thì làm sao để vượt qua cái việc mà chị thất bại khi mà gặp phải đối tượng liên kết lại không phải nó không cùng văn hóa, không cùng một cái kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp cũng không giống nhau, và cuối cùng là mong chờ cho các hoàn toàn trên đất liền không thể hợp tác được, thậm chí thành quả cũng chưa thể có nhau nữa. Thì mình nói câu chuyện đó không? Chắc là khó đúng không? Vậy thì chị hãy nói một cái điều gì đó, câu chuyện mà chị đã vượt qua được không? Vâng, xin mời chị, đây là video của chị. Nhỏ với doanh nghiệp lớn thì nó là sự thông thuận.
sự liên kết thất bại là mình nghĩ rằng là nó cũng đơn giản đó, không có gì, thế mà cũng nó khá nhiều những nguyên nhân cho nó đơn giản đấy, cũng đơn giản đó. Thì vì cái việc mà liên kết với cộng đồng nó cũng trẻ ra như vậy đấy, nhưng mà tôi biết rằng là những anh chị ngồi bên kia chắc có lẽ nghe câu chuyện này cũng cảm thấy hình ảnh của mình ở một cái nào đó trong cái câu chuyện này, đúng không ạ? Đúng không anh chị? Các anh chị có thể nói không ạ? Và tôi biết rằng các anh chị chắc chắn sẽ có những câu hỏi để làm rõ ràng vấn đề, và nếu các anh chị có những câu hỏi thật là sâu sắc, thật là khó cảm, thì hai diễn giả chúng ta sẽ sẵn sàng trả lời hết. Và tôi biết là như vậy, ai cũng hỏi đi, chúng ta có thể trả lời hỏi ngay lập tức nhé. Chúng ta đã sẵn cùng với nhau giao lưu nhé. Chúng ta có thể hỏi và nói càng khó thì càng tốt. Bây giờ trước khi để cho các chị nghĩ có thêm một vài câu hỏi, và tôi nghĩ rằng là nhóm các anh chị ngồi bên cánh phải tay phải của tôi ấy, thì chúng ta sẽ gặp ai câu hỏi khó vào là tên trả lời của tôi ấy, cũng xin hai câu hỏi khó bạn nhé. Bây giờ thì tôi cũng nói đến một cái câu chuyện khác, cái câu chuyện của một cái liên kết. Khi mà chúng ta nhìn thấy khi mà tôi vào cái nhà máy, cái khu sản xuất của anh Sơn á, thì tôi thấy rằng là anh Sơn có nói rằng là đang thuê khoảng chừng 300 nhân viên sinh hóa để làm việc cho anh, và đang chuẩn bị tăng lên gấp đôi, đang tăng lên gấp đôi là khoảng 600 người. Đó là một số lượng rất lớn nhân công mà anh ấy phải chăm sóc cho người ta và cái của mình, đồng thời đương nhiên là lo cho doanh nghiệp phát triển rồi. Thế thì cái bí quyết của anh trong cái việc mà anh gia tăng cái số lượng lớn như vậy là vì do như thế nào, có thể quyết định là tăng được từ cái gấp đôi trong cái số học này và đơn giản không anh? Mà một lúc tăng gấp đôi thì chắc có lẽ sẽ có bí quyết gì đó để mà làm, và cái việc mà anh tăng gấp đôi đó nó có chính xác đến cái việc liên kết với đối tác anh ở là hay không? Anh có thể chia sẻ với mọi người không ạ? Các bạn có biết thì đơn vị chúng tôi là sinh học, thì hiện tại chúng tôi đang hàng năm sản xuất khoảng hơn 30 triệu cây giống xuất khẩu qua Hà Lan, đặc biệt là cái nước Quốc Hoa, mà nơi đó thì họ chỉ bán hoa trên thế giới, đi khắp thế giới thôi, nhưng chúng tôi còn hàng là chúng tôi xuất ngược lại cho thị trường Hà Lan. Và đặc biệt là năm 2016 thì tổng bí thư nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu có đến thăm doanh nghiệp và nói một câu rằng là Việt Nam chúng ta nắm tay nắm được thắng hết, nhưng mặt trận kinh tế chúng ta chưa thắng ở thị trường cho. Thì nhưng đối với trường hoa là cái đơn vị đầu tiên xuất khẩu ươm tạo vào cái thị trường hoa của Hà Lan, đây là một cái niềm vinh dự nên đã tạo được một rất lớn. Nhưng mà để có được ngày hôm nay những câu hỏi quan trọng thì chúng tôi trải ra nhiều và có những cái mà chúng tôi chia sẻ với các bạn, kể cả khởi nghiệp và đang hoạt động, là để phát triển như ngày hôm nay chúng ta phải tính toán những bước khởi sự các bạn ạ. Ví dụ như là khi chúng tôi tìm kiếm thị trường, mở rộng liên kết với các đối tác châu Âu, thì chúng tôi phải nhờ các chuyên gia tư vấn để nhìn thấy cái tiềm năng của một cái đối tác đó. Đây là điều rất cần thiết. Và khi tìm kiếm được đối tác, chúng ta chọn đối tác đó để làm hàng chúng ta cho cái hành trình, thì chúng ta phải có những ràng buộc. Và những ràng buộc này phải ngay từ ban đầu. Các bạn biết rằng đối với những cái bông hoa hồng giống mới ở đây và những cái bông hoa đầu tiên, thì chỉ có Việt Nam đơn vị chúng tôi là đơn vị duy nhất mà đơn vị sản xuất và phân phối tại thị trường Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì những năm đó khi chúng tôi ký kết thì thị trường ở Việt Nam chưa sản xuất được, và chúng tôi nhìn được 5 năm sau, 10 năm sau Việt Nam sẽ là nước mà sẽ sản xuất hoa lớn và có thể xuất khẩu qua các thị trường lớn, thì chúng tôi đã ràng buộc ngay từ bắt đầu và chúng tôi phải làm được. Chính vì vậy các bạn thấy rằng khi liên kết và sản xuất xuất khẩu các cái sản phẩm đó, thì chúng tôi thấy rằng là cái sự ràng buộc đó nó mang tính chiều sâu, để mà ngày hôm nay chúng tôi có những cái
đầu tư vào trọng trong cái bối cảnh Covid. Các bạn cũng hơi ngạc nhiên đúng không? Trong bối cảnh Covid này thì tất cả các sản phẩm đều đóng băng hết, tất cả các thị trường đều bóc bằng hết, nhưng tại sao Hoa cái cảnh phải phát triển và tăng trưởng hàng năm hơn 30%? Các bạn có hiểu không? Tại sao? Các bạn không biết đúng không? Nhưng tôi giải thích cho các bạn nào. Khi các bạn ở nhà thì các bạn không có việc làm, nếu các bạn phải ra ngoài tìm kiếm những cái sản phẩm cây trồng hoa để chất giải trí ở trong nhà, và chính từ cái đó mà sẽ cho cái nhu cầu để sử dụng các giống hoa cây trồng tăng mạnh khi có thể cùng phát, thì chính từ đó họ mới thấy rằng đây là cái cơ hội mà chúng tôi cũng nắm bắt được, và nắm bắt cơ hội mà chúng tôi quyết định đầu tư mở rộng, và từ đầu tư mở rộng đó thì chúng tôi có cơ sở là chúng tôi trước từ 10 năm trước, từ các cái ràng buộc về kinh tế, các cái thỏa thuận, các cái điều khoản trong hợp đồng, thì chúng tôi có thể là một mình mặc nhà mở rộng. Nếu các bạn không có những cái điều khoản đó và không có đơn vị tư vấn như vậy thì làm sao các bạn có thể là có ngày hôm nay bạn mặc nhà không, hay là có một đối tác khác họ sẽ đầu tư như vậy để cạnh tranh cùng bạn và thì bạn có mở rộng như vậy không? Đây là cái câu trả lời cho việc của sản phẩm. Cảm ơn anh rất nhiều. Vì chúng ta luôn luôn có sự cạnh tranh đào tạo nhân viên ra và nhân viên mở một cái cửa hàng khác, một cái công ty khác để cạnh tranh lại người và nhân viên. Nhưng chúng ta là những ông chủ và chủ vẫn có những cách để nó công bằng hơn bằng thông qua những việc hợp đồng, hiệp ước, ký kết với nhau, và chúng ta có thể hạn chế được những tình trạng như vậy và mời những cái doanh nghiệp và mới start up đã từng là nhân viên của mình đó và có thể hợp tác với mình thôi. Đó là một cái tính kết đấy, không phải là một nhân viên của mình đi ra ngoài làm mình bỏ luôn người ta và nói người ta là kẻ thù đó, mình cũng mời người ta quay trở lại làm việc, nhưng mà với một cái cách khác, một cái công việc khác mà thôi. Thế thì trước khi chúng ta kết thúc chương trình này, tôi có lẽ tôi muốn mời một thứ và chia sẻ thêm một điều nữa về cái việc mà tại sao chị lại muốn cái câu lạc bộ của mình chọn cái tên là câu lạc bộ liên kết kinh doanh đúng không ạ? Liên kết doanh nghiệp Việt Nam. Hôm bữa chị còn có nói rồi đấy, hôm nay chúng ta rồi. Nhưng tôi muốn biết sâu sắc hơn ở bên góc nhìn sâu sắc hơn chị cơ. Tôi đề nghị chị là trả lời thật sự là sâu sắc. Nhé, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ vâng. Câu lạc bộ liên kết doanh nghiệp Việt Nam thì có hai nguyên nhân. Thứ nhất là liên kết. Liên kết là tập hợp sức mạnh và Việt Nam chính là thương hiệu Việt Nam, niềm tự hào của Việt Nam, và chúng ta quy tụ cái sức mạnh đại đoàn kết trong khối doanh nghiệp của Việt Nam. Chúng ta không phân biệt là vùng miền hay là khu vực, mà có nghĩa là 63 tỉnh thành chúng ta cùng đoàn kết lại với nhau. Chúng ta rất là tự hào vì nông sản, đặc sản cũng như nông phẩm
trước khi mà trả lời câu hỏi của em, tôi có một nhận xét như thế này. Ngày hôm nay tôi đến đây và tôi cảm thấy những giới thiệu sản phẩm của các anh chị, đặc biệt là những sản phẩm của Đà Lạt, tôi cảm thấy tự hào vô cùng luôn và sung sướng lắm. Các chị biết tôi sung sướng tại sao không? Đã nhiều năm nay rồi tôi đến chợ Đà Lạt và không dám mua hàng ở Đà Lạt, không dám mua những cái hàng xếp mua nữa. Màu sắc rất là đẹp, hình màu mã rất là đẹp, không dám mua, không dám ăn, ai cho xin lỗi cũng không dám ăn luôn. Cho đến ngày hôm nay tôi đến đây và tôi nói ố đây rồi, đây là những sản phẩm mà thật ra chúng tôi đang tìm kiếm. Nó phải là những sản phẩm chân chất như thế này này, những sản phẩm mà nó chất lượng như thế này này, những sản phẩm mà nó organic như thế này này. Đó là những sản phẩm chúng tôi đang cần tìm kiếm và sử dụng, không phải những sản phẩm cực kỳ màu sắc, cực kỳ bắt mắt và đẹp tự nhiên. Tôi nghĩ là chắc là hơn 10 năm nay cũng có thể đã dùng sản phẩm của Đà Lạt ở chợ bán cho chợ Đà Lạt. Còn trước kia thì mua rất nhiều về làm quà, mà bây giờ ngay cả hoa đang sấy cũng đang mua nữa. Thì hôm nay chúng ta thấy được những sản phẩm này và nếu các chị có thể có một tập hợp liên kết lại nhau chặt chẽ hơn và đưa thành một cái khối, và nếu chúng ta được như đó thì có nhiều lý do, nhiều cái câu chuyện, nhiều nhà tư vấn cho tham gia vào câu chuyện của các anh chị. Nhưng trong đó các hiệp hội giống như hiệp hội quán sơ, hiệp hội của chị Thư, hiệp hội của câu lạc bộ nhân dân Sài Gòn, thì chúng ta vào đây chúng ta sẽ tìm được những khách hàng chất lượng, những đối tác chất lượng để chúng ta có thể tiết kiệm được những công việc liên kết của mình. Và bây giờ trước khi chúng ta kết thúc câu chuyện này, tôi muốn trả lời câu hỏi của chị Thư Tài này. Xin mời chị Thư Tài. Xin chào anh chị. Và em đang kinh doanh là các bạn sẽ cư theo hướng nông nghiệp hiện đại hữu cơ và các bạn sẽ là lại. Ở đây thì em cảm ơn anh Dương, cảm ơn anh Sơn và chị Minh rất là nhiều, vì em ngồi đây và em nghe không khớp câu nào, bởi vì những lời anh chị nói ở trên nó thật sự đó là cái nguồn bên bóng cho em rất là nhiều, đặc biệt là cái đội tuổi đang như em nè. Thì em đại diện cho các bạn trẻ và cũng như là các doanh nghiệp nhỏ, xin cảm ơn các anh chị. Lúc nào biết thì em nghe là cũng cần phải có 17 cho tới 20 năm thì mới có thể có sự thành công như bây giờ. Thì bây giờ tụi em những cái doanh nghiệp nhỏ thì thành lập ở độ tuổi là tầm 3 tới 7 năm. Thì em xin anh chị một cái câu tư vấn là trong độ tuổi của tụi em là doanh nghiệp nhỏ của tụi em hiện tại, thì em cần tập trung vào ba điều gì để có thể rút ngắn thời gian thành công của mình ở trong vòng 5 năm về phát triển bản thân cũng như là có thể liên kết với các doanh nghiệp lớn hơn. Hiện nay đang làm các cái sản phẩm CO2 đúng không ạ?
và
điều thứ nhất là phải đi tìm thầy học. Thầy ở đây có nghĩa là tư vấn, cũng có nghĩa là một thầy học thực sự. Thầy ở đây có nghĩa là một doanh nghiệp lớn, cũng như là Sơn ở đây đi theo học. Đó là những gọi những người thầy. Và thứ hai, phải đi tham gia vào một hiệp hội doanh nghiệp nào đấy, không phải một cái, mà hai ba hiệp hội doanh nghiệp, hai ba câu lạc bộ để học được đa dạng hơn. Và đó là nơi để chúng ta tìm thầy, tìm đối tác, tìm bạn, tìm bạn bè, tìm khách hàng. Tức là rất nhiều ở trong một hiệp hội, và đừng bao giờ tiếc vài ba chiều đâu để mà tham gia các hiệp hội nhà đấy. Đó là lời khuyên thật sự chân thành của đó. Cảm ơn em rất nhiều. Vậy thì có lẽ là thời gian đã hết, chúng ta không còn nhiều thời gian để nói chuyện nữa. Những chương trình thì còn rất là nhiều. Vậy thì trước khi mà kết thúc, tôi xin cảm ơn chị Thư đã có những chia sẻ từ luôn người gác của mình đang cho chạy xíu nghe. Chờ chạy xíu có những chia sẻ và cho nó hết những anh chị em nào mà lắng nghe thật sự chú ý, thì sẽ thấy rằng là hãy hợp tác và kết nối em Sơn để chúng ta đưa những giá trị hàng hóa sản phẩm lên một tầm cao mới trong tầm cao mới sản. Xin cảm ơn anh Sơn, xin cảm ơn chị Thư, xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin cảm ơn.